Resident Evil 4, Separate Way không khác gì một tựa game hoàn chỉnh. Resident Evil 4, Separate Way có thể nói là bổ sung vô cùng đáng giá cho khiến cho phần game remake đã hoàn hảo nay còn hoàn hảo hơn. Khi được biết Resident Evil 4, Separate Way sẽ được bán ra với mức giá 220.000 hoặc 999 thì tôi đã cảm thấy một chút khó chịu vì phần separate của phiên bản gốc chỉ là một phần chơi chơi nhỏ để chúng ta có thể hiểu hơn những việc mà cô nàng điệp viên gọi cảm Ada đã làm để giúp đỡ Leon Xuyên. Suốt phần game chính, nói thật sự thì phần này tôi chỉ chơi để thu thập đủ đồ, thành tích thôi chứ còn bản thân tôi chỉ muốn chơi một lần cho xong và điều đó cũng đúng với những người. Bạn của tôi khi họ cho rằng phần chơi này giống như chỉ thay đổi skin cho Leon chứ không có gì đặc biệt. Thế nhưng sau 5 giờ trải nghiệm Resident Evil 4, Separate Way, tôi đã nhận thấy rằng đây không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ thêm vào cho có mà nó là một phần chơi chiến dịch hoàn chỉnh với một số đội mới khiến tựa game trở nên hấp dẫn hơn. Một trong số đó có thể kể tới việc cho chúng ta sử dụng khẩu súng bắn móc câu của Ada, đây vừa là công cụ để các bạn có thể di chuyển dễ dàng xung quanh màn chơi vừa có thể sử dụng như một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Tất nhiên Ada không phải là nhẹn nhỏ nên không phải cứ thích là các bạn có thể xách khẩu súng này ra bắn lên trời rồi đu đi thay vào đó sẽ có một số điểm đặc biệt mà bạn có thể bắn vào nhằm kéo Ada lên. Trong chiến đấu thì Ada đã khắc phục được một điểm yếu chí mạng của Leon đó là không thể tung đòn cận chiến kịp thời vì Ada có thể kéo kẻ thù tới gần rồi tung đòn kết liễu, get over here. Khẩu súng này cũng được sử dụng trong rất nhiều trường hợp giải đố việc này cũng đòi hỏi game thủ phải động não hơn. Bản DLC này cũng có một yếu điểm tương tự như bản game gốc đó là việc cơ chế hành động lén lút nhiều lúc tôi không biết bỏ vô trong game làm gì khi mà chẳng mấy khi được sử dụng. Xuyên suốt chiều dài của Resident Evil 4, Separate Way tôi đã cảm thấy thật thú vị khi chứng kiến lại nhiều sự kiện chính trong tựa game dưới một góc nhìn khác nhưng đây chưa phải là điểm khiến tôi cảm thấy thích thú nhất. Một số màn chơi trong phần này được làm mới khiến cho phần chơi này vẫn giữ được nhiều nét hấp dẫn đối với các game thủ cả mới lẫn cũ. Phải nói đội ngũ làm game đã rất khéo léo khi vừa canh thời lượng game sao cho hợp lý, 1 phần 3 so với bản game gốc, cho tới các sắp xếp kẻ thù. Thử thách trong bản DLC để các game thủ có thể duy trì sự thích thú trong việc khám phá các ngóc ngách trên bản đồ. Và lần này trong khi viết bài tôi đã có thể hoàn thành DLC lần thứ hai thứ mà tôi đã không thể làm trong bản DLC ở phần game gốc. Về hình ảnh, âm thanh thì Resident Evil 4. Separate Way vẫn giữ được phong độ của tự game gốc và đây là một điểm cộng vì hai khía cạnh này đã được thực hiện tốt lắm rồi thế nên không có gì để chúng ta có thể phàn nàn cả. Mà nếu có thì nhiều người có thể sẽ cho rằng tôi hơi kỵ thì khi thấy Ada phiên bản này không được xây dựng hấp dẫn như phiên bản cũ từ tạo hình, lòng tiếng cho tới quá trình phát triển nhân vật. Dù rằng cô nàng trong suốt phần mở rộng vẫn chứng tỏ được rằng cô không phải là một tay cớm mới vào nghề hoặc là một tay điệp vụ nghiệp dư. Sự chuyên nghiệp của cô cũng là một nét hấp dẫn chết người nhưng tôi vẫn mong nhớ về cô nàng ở phần gốc hơn. Resident Evil 4, Separate Way xứng đáng để các bạn trước về chung với tựa game gốc vì bản DLC này có chất lượng không khác gì một tựa game hoàn chỉnh cả mà chỉ có giá 220.000 Việt Nam đồng một mức giá khá hời.